Như vậy là giới định huệ tất nhiên là trong đó là chẳng khác nào nó liên hệ cùng với nhau á, là định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ như giấc mê được mở mắt ra. À, cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác, chưa định huệ như mù đi lạc, mà định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, mà hiểu rành đường nên mới thông dung. Không thấy nên vấp ngã lung tung, nhờ thấy rõ nên không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thảm, nhờ thấy nên chẳng quán nợ đời. Thật khác xa một vực một trời, người tu phải sông nơi định huệ. Không, đó là định huệ. Như vậy bây giờ là tu giới, tu định, tu huệ, đó là cái người tu thiền. Không, đã được tu giới, tu định, được tu huệ xong rồi thì sao? Tất nhiên là phải tu thêm là giải thoát tri kiến hương, tất nhiên là đã được giải thoát. Mà đã được giải thoát rồi sao? Tất nhiên mình đã được tự tại. Đã được giải thoát rồi thì bên cạnh của mình là những người còn mê, những người còn nhiễm, là chúng ta phải hòa quang hỗn tục, là đồng trần cũng với bao nhiêu người khác để mà độ người ta. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là mình đã gặp con thuyền Bát Nhã. Có lý nào ích kỷ tu thân Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngày gắng sức ra công hoằng hóa, đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép hỏi chú Tư qua cầu giáo lý của thầy để giảng ra cho độc đạo nghe. Thì Đức Thầy cũng có nói cầu tu cho đạt ngũ hương hay gom trí huệ cho ma dương hải hùng, làm cho nó phục tùng chân lý trong sát thân giám thị lục căn. Thì con xin hỏi chú Tư vậy chứ thế nào mới gọi là ngũ hương và lục căn, lục trần và lục thức? Như thế nào, tham sân si từ đâu mà có, gốc nó ở đâu, cuốn diệt nó ở chỗ nào? Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cái phương pháp hành đạo rồi cô bác anh em chứ đồng đạo. Đồng đạo mới nêu lên trong 4 câu giảng của tổ thầy, và trong 4 câu đó là cầu tu cho đạt ngũ hương, hơi gươm trí huệ, ma dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Và đồng đạo mới nêu lên hỏi bây giờ lục căn, lục trần, lục thức rồi cộng thêm nữa là ngũ hương là cái gì, và cái tham sân si đó là từ cho nơi đâu mà có, là cái gốc nó ở đâu mà có, cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chư quý vị, qua 4 câu giảng đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong cái bài Cho Ông Cò Tào Hảo mà Đức Thầy viết ở tại Bạc Liêu vào năm Nhâm Ngũ năm 1942, và có tất cả 37 câu mà đồng đạo trích ra là 4 câu để cho chúng tôi bàn cùng với tất cả chư quý vị nha. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ ông Cò Tào Hảo đó là ai? Ông Cò Tào Hảo chính danh là ông là tên là Trần Quang Hảo, là xuôi gia với ông Ký Dỗi ở Bạc Liêu, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên ổng được mệnh danh tên là ông Cò Tào Hảo, bởi vì ông tên Trần Quang Hảo mà ông làm chức cò là cảnh sát, mà ông quản lý bến tàu ở coi như là xã Cạn, ở trên coi như là ở là Sài Gòn. Vì vậy cho nên ta mới ghép ba từ đó lại, tàu là bến tàu, mà cò tất nhiên ông làm cò, mà coi như là Hảo tức là ông tên Trần Quang Hảo, cho nên ghép lại gọi là Cò Tào Hảo, cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ ông đã có nhân duyên với Đức Thầy, khi mà ông đến diễn kiến Đức Thầy lần đầu tiên đó là ông hỏi qua cái phương pháp để tu thôi chứ không có xin quy y, và hỏi Đức Thầy để mà xin xuất gia. Rồi Đức Thầy mới nói ông Cò Tào Hảo, nói thôi bây giờ mình tu thì ở tại nhà đi, chứ ông xuất gia đó hen, ông tu là không biết tu được hay không, rồi cuối cùng rồi coi như là nếu mà tu không được là chị chài mất hết. Nhưng mà ông Cò Tào Hảo quyết định nói bây giờ coi như là thầy cho tôi một cái pháp tu coi như là xuất gia đi. Nhưng mà từ ngày diễn kiến đó, ông Cò Tào Hảo không biết xuất gia tu ở chùa nào, cuối cùng coi như là sau khi đó là không nghe tông tích của ông Cò Tào Hảo. Thưa chị quý vị đó, vì vậy cho nên nó thôi nếu như ông muốn như vậy tôi cho ông một bài pháp. Quý vị mình thấy một cái bài pháp của Đức Thầy cho ông Cò Tào Hảo đặc biệt,
đặc biệt hơn tất cả các coi như là bài pháp khác, mà đặc biệt này là đặc biệt cho ông cò Tào Hảo, mà cũng là đặc biệt cho những người tu muốn xuất gia và muốn thành Phật. Các bác anh em chưa đạo đó, cho nên vô đầu câu là Đức Thầy mới bảo coi như là cho ông cò Tào Hảo cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, tam quy ngũ giới, lòng hằng dình theo. Chúc ông là ông cò Tào Hảo thoàn nhã vững lèo qua bờ giác ngạn, sớm treo gương màu, là bảo ông tu làm sao để mà qua bờ giác ngạn vĩnh ngang, để mà treo cái gương màu tốt cho người ta. Còn nếu ngược lại mà ông tu không được qua bờ giác ngạn, không treo được gương màu thì sao? Là nếu mà không được như vậy đó thì bây giờ sau này coi chừng ông chị chài mất hết. Ông phải tu đến giai đoạn này là giai đoạn gì? Giai đoạn đó Đức Thầy cho ông biết đó là đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn nữa. Ông tu làm sao cho nó cái biển nó cạn, cái non nó mòn thì tứ ân ông được trả. Còn ngược lại cái biển không cạn, cái non không mòn, tứ ân không, ông không trả, thì bây giờ coi chừng chì chài ông mất hết. Biển cạn là lòng ái hà ông phải tiêu, là rài tỉnh ngộ, ái hà quyết dứt đèn đảo tâm, sáng được sao đường. Còn cái non nhân ngã của ông tất nhiên là như núi tu di, ông phải làm sao cho cái non nó mòn. Cô bác anh em chứ đồng đạo, ông phải tu như vậy. Rồi Đức Thầy mới cho cái phương pháp coi như là từ từ đây đó. Cái phương pháp đó là cầu tu cho đạt ngũ hương, hơi gươm trí huệ, ma dương hải hùng. Thưa chứ quý vị, như vậy là tu làm sao cho nó đạt ngũ hương? Tất nhiên là ngũ là năm hương, tức là cái mùi hương. Mà năm mùi hương đó là gì? Gồm có một là giới hương, hai là định hương, ba là huệ hương, bốn là giải thoát hương, năm là giải thoát tri kiến hương. Là người tu theo pháp môn thiền, tất nhiên là lấy tông chỉ đó là giới, định và huệ, thấy không? Như vậy là giới định huệ tất nhiên là trong đó là chẳng khác nào nó liên hệ cùng với nhau, là định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác, tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, mà định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, mà hiểu rành đường nên mới thông dung. Không thấy nên vấp ngã lung tung, nhờ thấy rõ nên không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thảm, nhờ thấy nên chẳng quán nợ đời. Thật khác xa một vực một trời, người tu phải sông nơi định huệ. Không, đó là định huệ. Như vậy bây giờ là tu giới, tu định, tu huệ, đó là cái người tu thiền. Không, đã được tu giới, tu định, được tu huệ xong rồi thì sao? Tất nhiên là phải tu thêm là giải thoát tri kiến hương, tất nhiên là đã được giải thoát. Mà đã được giải thoát rồi sao? Tất nhiên mình đã được tự tại. Đã được giải thoát rồi thì bên cạnh của mình là những người còn mê, những người còn nhiễm, là chúng ta phải hòa quang hỗn tục, là đồng trần cũng với bao nhiêu người khác để mà độ người ta. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là mình đã gặp con thuyền Bát Nhã. Có lý nào ích kỷ tu thân Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngày, gắng sức ra công hoằng hóa, đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Nghĩa là mình đã tự giải thoát rồi, mình đem cái tri kiến này để mà mình giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, là cái hương thơm đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Là không có một hương hoa nào bay ngược chiều gió thoảng, mà chỉ có hương hoa người đức hạnh bay ngược gió khắp muôn phương, đó là ngũ hương. Là người tu chúng ta coi như là nếu mà được đạt đạo, được kết quả như vậy là có một mùi hương thơm bát ngát, thấy không? Như vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết đạo mà biết là mùi hương bát ngát, là cái chỗ này là ngũ hương. Đạo mà biết mùi hương bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thấy ai. Còn hôm nay người tín đồ Phật giáo hòa hảo của chúng ta đang tu đây nè, là đang tu âm thầm, đúng không? Đang tu âm thầm, cúng lại âm thầm, cái gì cũng âm thầm hết, làm việc bố thí cũng âm thầm. Nhưng mà sau này là người tu chúng ta đó là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sau danh thể xả hương khắp chốn là có đạt ngược ngũ hương. Sao danh thể xả hương khắp chốn, không? Hoặc giả là đến sau khổ hạnh khổ lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay là đạt được ngũ hương. Các bác anh em chừng đạo đó. Vì vậy cho nên cầu tu cho đạt ngũ hương tất nhiên là đạt được cái chân hương, chứ không phải là mình tu ra mình khoe. Khoe tôi làm từ thiện, khoe tôi làm xã hội, khoe tôi đi thả cá, khoe tôi đi núi đi non, khoe tôi đi đám làm từng ngày 5-7 đám. Cái này mùi hương này không phải hương thiệt. Cái này là cái mùi hương coi như là mình khoe hương, chứ không phải mùi hương tự mình có, mà nó có bực mùi hương của bác anh em chứ đồng đạo. Nếu thật sự có mùi hương đó là Đức Thầy cho chúng ta biết là có xạ nào phải bán xa, giấu trong chỗ kín
là cũng không đầy nhà. Nếu mà quý vị mà tu hành ngon lành với hạnh tốt và đen là ai có đó cũng biết chân trọ phải không? Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập, có mùi tự nhiên thơm mà cần gì phải đứng hóng gió phải không? Để cho tao biết như vậy thì bây giờ cái chỗ đó không phải là ngũ hương, mà câu này Đức Thầy nói là cầu tu cho đạt ngũ hương là đạt được cái chân hương trong tâm của mình, chứ không phải là khoe quá anh em chứ không đạo đó. Rồi qua câu thứ hai đó là hư gươm trí huệ ma dương hải hùng, là mình phải có cái gươm trí huệ để mà hư gươm làm sao cho ma dương nó hải hùng của bác anh em chứ không đạo. Mà bây giờ muốn cho ma dương hải hùng đó làm sao thì đây quý vị mình nghe lại trong một đoạn này, bây giờ ai làm được như vậy để nghe, tất nhiên là ma dương phải hải hùng, còn không làm được như vậy là ma dương không sợ. Có nghĩa là hư gươm trí huệ là ma dương hải hùng, còn cái gươm của mình mà không bén rồi đó cô bác anh em chân đạo. Hư gươm á là trí huệ, cái ma dương nó mỉm cười nghe, tất nhiên là ôi ông cái gươm ông lục nhát không có nhậm gì tôi chân trọng, cho nên không có sợ. Mà muốn cho ma dương hải hùng đó là sao quý vị mình nghe lại trong đoạn này đây. Bây giờ đây Đức Thầy nói cho chúng ta biết, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên mài gươm bằng cỡ này nè: quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niệm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Không làm mài coi như là một cái cục đá thứ hai, thêm một cục đá thứ ba đó là ao sen báo tây phương đu nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Không, đây tất nhiên là ba cục đá này. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, mà là ma dương hải hùng đó, giữ như vậy đó, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Thường nhớ câu đại lực đại hùng là như vậy nó mới sợ mình. Thường nhớ câu đại lực đại hùng, bây giờ là muốn cho ma dương sợ, bây giờ nó có ba con ma chúa, hồi nãy đồng đạo coi như là nói lên phải không, ba con ma chúa và có 13 con ma con phải không. Cho nên ba con ma chúa đó là tham sân si đó cô bác anh em trong đạo, nó là tổ chúa của loài ma không. Nên Đức Thầy mới báo cho chúng ta biết đó là mau trở lại đừng theo tà quỷ không, có không, nó là quỷ lắm á, mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si là nó là ba con ma chúa, đừng để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khẩu, trong dòng binh khổ bắt đầu nó đẻ ra 13 con ma con phải không. 13 con ma con đó là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng thắng thất tình là 7 con phải không. Giữ vẹn đạo chung trừ lục dục là 6 con nữa, cộng lại 13 con, trừ lục dục với cho ô nhiễm là thập tâm ma đây phải không. Thập tâm ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần lao lý diệu dơi xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt, đó là hư gươm trí huệ. Phải dùng trí huệ, mà Đức Thầy nói là hư gươm trí huệ ma dương hải hùng là thập tam ma phải diệt bằng trí kiếm, đúng không đạo, phải diệt bằng trí kiếm mới được. Mà trí kiếm này bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta trí kiếm gì đây, đây bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta biết là phải mài, mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần không, kiếm chữ sắc không. Như vậy là kiếm chữ sắc không có nghĩa là cái gươm trí mình mới bén, còn hàng ngày mà mình kiếm cái sắc không à, không kiếm cái không nữa hen, tất nhiên là gươm không bén. Mà bây giờ cái nào sắc cô bác anh em chứ đồng đạo, bây giờ đi đám làm từng cũng không nè, đi đám dỗ cũng không nè, đi niệm Phật cũng không nè, đi núi cũng không nè, không dớ vô tiền bạc, giống như đề tài hồi nãy là cái gương mình mới bán nha, cái đó mới bán nha. Còn bây giờ mình coi như là đi đám làm từng, đi đám dỗ, đi từ thiện, đi xã hội gì, bắt đầu là người ta trả mình bằng tiền bạc rồi, cái này có cái gương này lục chày hả, cái gươm này lục nhách luôn, không có bén được các bác anh em chứ không đạo. Nên phải mài gươm chí chỗ đó là kiếm chữ sắc không là mới bén được các bác anh em chứ không đạo, nó mới ma dương hải hùng. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình nhận tiền nhận bạc ở cái ông nào rồi nó mới mốt ôi cái thằng đó nó tu vậy, chứ nó cũng còn ham vấn đề đó, nó đâu có phục mình đâu phải không, hồng ngán. Mà mình không nhận như vậy nó mới ngán các bác anh em chứ không đạo. Đó là hư gươm trí huệ ma dương hải hùng đó, làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn của bác anh em chứ đồng đạo. Trong sắc thân mình giám thị lục căn, giám thị là quán sát phải không, quán sát tất nhiên là lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, và ở bên ngoài có lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Cho nên bây giờ nhãn thấy sắc thượng hai bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu đồ thơm tho, nó ưa nó chịu trốn xả hương hai lết lại gần. Rồi lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Rồi thân tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho hủy tâm tịnh, ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý sáu đường ấy nè, ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi,
thì cũng trở lại kim nữa à. Nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi là mượn trí đạo là đuổi ra khỏi sắc, dứt được nó ấy là giải thoát. Không dứt được nó ấy là giải thoát, tất nhiên là trong đó là hư gom trí huệ ma dương hải hùng không. Vì vậy cho nên lục căn nó nhiễm với lục trần, nó mới sanh ra lục thức. Rồi bây giờ lục thức nó bắt đầu mới sanh ra lục tạc. Mà lục tạc đó là gì? Tạc đó là giặc, là sáu con giặc. Mà sáu con giặc tất nhiên là từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là cái căn của mình. Nhưng mà cuối cùng con mắt mình cũng là giặc, rồi lỗ tai của mình cũng là giặc, rồi coi như là cái lỗ mũi mình cũng là giặc, cái nào cũng là giặc chân. Tại vì nó chạy theo giặc rồi mình thua cuộc rồi, mình là giặc chứ còn gì nữa, phải không? Vì vậy cho nên là tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lai thường ở lỗ tai nghe, các việc đời lui tới giảng dè khiến tâm trí người ta siêu ngã, chưa cầm chắc được trong lòng dạ cửa mắt tai, chớ khá hớ hình câu như là có kẻ trộm rình trong nhà, phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đạo tặc, nó đó sáu con giặc đó, nếu sơ ý bị phường đạo tặc lẻn vào trong giết sạch của tiền, mà mất của tiền chứ bị chân chiên mất thiện tánh là đảo điên đời kiếp, phải không? Không có gì quý báu bằng cái thiện tánh của mình, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tâm từ bi, đó là sanh thệ ngọc ngà trong các báo khó bì tánh thiện, có nghĩa là cái tánh thiện và cái tánh từ bi mình nó quý. Nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình là sáu con giặc, nó cướp đi bây giờ những cái báo đó được cô bác anh em chừng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là thầm thầm tối tối gặm ai hay, mặt sức dương trần chữ đắng cay, có báo thì ta dình của báo, ai tầm cho giỏi mà được hay. Như vậy là mỗi người chúng ta đều có báo hết à, mà mình không chịu tầm. Ai tầm cho giỏi mà được hay, ai người tâm đạo thấy càng hay, còn ai người mà thích đạo là thấy chàng gai của bác anh em trường đạo. Không, tâm đạo là thấy càng hay là thấy của báo của mình. Nó rất là quý giá như vậy. Đó tất nhiên là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Thôi vậy trở lại vấn đề tham sân si đồng họ, đồng đạo mới hỏi coi như là nó từ đâu mà có. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, cái tham sân si đó là nó nội nhân bản hữu, tức là con người khi đầu thai trở lên nó có đầu tiên hết rồi, nhưng mà nó tiềm tàng nó ở đó đó, không ai động, không ai quấy, nằm im đó cô bác anh em chị đồng đạo. Rồi bây giờ coi như là mỗi người đều có cái tánh nóng ở trên đầu á, nhưng mà không ai động tới nó bắt đầu nó im ru hả, không mà động tới đầu để hen là nổi lâu đình, đâu có định chừng cho tao biết mà toan dữ trước. Cho nên lúc bình thường ai cũng tiên ông, nào ai chịu cho mình rằng dở nó thời ơi tôi vậy chứ tôi nhẫn hay lắm mà chú ơi, tôi nhẫn hay lắm là cô ơi, hãy chọc tôi thử coi im ru không có chứ. Nhưng mà đụng chuyện thử coi biết coi như là mình có giận hay không cô bác anh em trong đạo, tới chừng đó mình mới biết. Chứ còn lúc bình thường ai cũng là hay hết trơn có bác anh em trong đạo, phải không? Đó. Vì vậy cho nên bây giờ nói chung lại đó là cái tham sân si là mỗi người đều có, ai cũng có hết. Nhưng mà bây giờ nó còn nằm im đó, phải không? Nó chờ cơ hội. Mà cơ hội chúng ta không tưới nước, phải không? Không dung phân vô là nó nằm quẹo đó, nó không bao giờ coi như là nó mất được, phải không? Nhưng mà thôi thì bây giờ quý vị từ đây trở về sau hen biết tham sân si mỗi người đều có ngang, đừng tưới nước vô ngang, đừng có dùng phân vô hơn kệ, bỏ cầu lâu nó đi rồi từ từ nó chết, phải không? Chứ còn mình coi như là lâu bắt đầu mà tưới vô gáo ăn lâu lâu bắt đầu cái mình là cho nó dài giọt phân, phải không? Vậy nó sống hoài cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên mình dùng phân tưới nước đó là gì? Tất nhiên người ta bắt đầu đụng mình, ta chạm mình bắt đầu mình nổi lên đó, tất nhiên là mình dùng phân tưới nước đó cô bác anh em chừng đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hòm bể qua. Thôi giờ ai nói gì nói nhịn, không chấp tay niệm Phật Di Đà, lòng ta ta biết ai mà mặc ai, lòng hiền dưới dạng sống chiều xem kinh niệm Phật mí miều mặc ai, kệ không thèm nói tới nữa, là mình không dùng phân không tưới nước. Còn ngược lại tất nhiên là trong khi đó bắt đầu người ta chạm mình chút, ta đụng mình chút, bắt đầu nổi gì nổi lâu đình lên rồi đó, tất nhiên là tưới nước vô hoài làm sao mà cây nó chết được của các anh em chừng đạo. Thôi thì qua bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý và xin trả lại cho dân chủ. Vậy ý kiến quý vị nếu có điều chi bằng thêm điều bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.